Cô xin chào các bạn á, thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại nick của anh Thuận ở server 550 nha. Thì đây là một cụm mà cô cảm thấy rất là đông các bạn chơi và hiện tại thì cũng rất là nhiều người tìm nick ở server này. Thì trước khi vào video thì cũng muốn nói một chút, thì bạn nào cần nạp móc, nào cần mua thẻ game hay các bạn cần tìm nick Gunny Mobile thì các bạn liên hệ trực tiếp với cô qua số điện thoại hoặc là Zalo ở phần mô tả nha các bạn. Thì hiện tại là cứ cũng rao rất là nhiều nick tầm trung, độ khoảng giá từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu trở lại thôi. Và nếu như các bạn cần tìm nick VIP hơn thì các bạn cũng có thể inbox cho cứu thì cứu sẽ tìm cho các bạn. Thì với một người mà mua bán lâu như cứu thì chắc là cứu sẽ tìm nhanh hơn các bạn một tí xíu ha. Thì nếu như bạn nào cần thì liên hệ mình. Thì ngày hôm nay là cứu sẽ sử dụng Super Karaoke và kết hợp với bet rồng nha mọi người, cho châu. Bet rồng ở đây thì chúng ta chỉ mới level 59 thôi. Nói chung là vào để cho những cái bạn nào không biết full dam hay là sử dụng bia bơm thì chúng ta sẽ có cơ hội để đào ngược nha. Thì ở đây là chúng ta đang sử dụng Ngọc Phong Ấn đi nha, thay cho liên kích đi ha mọi người. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ ở đây là bet rồng là không phải bắt trước anh Táo nha mọi người, mà là do dung cái super, dung cái rìu đầu bò nó không lên đấy các bạn, cho nên là nó đen ấy, chứ không phải là bắt trước Táo Tàu nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái trận đầu tiên là xem sẽ gặp ai. À, Như Lê, đây là một ông khách của mình nha các bạn. Nick này thì cứ mới bán khoảng cách đây gần một tuần thôi, hãy nhận ra. Tại vì đa số nếu như mà những cái bạn khách hay là những cái bạn mà biết đến cú thì chắc hẳn là sẽ biết đến thử XO. Bây giờ thì gặp cả một bạn level 70 luôn mọi người. Bạn ấy sử dụng lựu đạn và cả bét rong. Gui phố đèn đỏ nha. Đây, thì đây là con mồi đầu tiên của chúng ta. Anh ấy đã sử dụng bia bơm 50% sát thương và một pha cộng 2 nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bay sang và hốt xác thôi. Hy vọng là sẽ không bị chạy miễn kháng nha các bạn. Đấy, sắp lá cà luôn mọi người. Thì vũ khí Super Karaoke là một trong những cái vũ khí mà có sát thương cao nhất hiện tại của Gunny Mobile. Tấn công và cả sát thương rất là mạnh. Và kèm với đó nó là một cái vũ khí có rất là nhiều tác dụng, nó có thể chơi đam được và khi mà nó bâu thì nó cũng có sức đào rất là khủng khiếp nha mọi người. Thì đúng ý mình ghê, cái ván đầu tiên, à ván thứ hai thì mình đã sử dụng được, tận dụng được cái mưu mẹo của mình để đào đối thủ nha mọi người. Khá là vui nha. Khách nhắn tin hỏi thì bây giờ chúng ta gặp tiếp tục vẫn là bạn level 70 có tên nhân vật là Sake. Hôm nay gặp 70 khá là nhiều nha. Thứ ba thì ở gà 19, 18 thì nói chung là cũng có 70 rồi nha, nhưng mà 70 thì chắc cũng không được mạnh, kiểu như là khoảng 300 mấy ca lực chiến ấy các bạn. Tiếp tục con mồi thứ hai để xem là chúng ta có thành công hay không nha. Chỉ yêu cầu là không chạy miễn kháng là ok. Gió khốn nạn không mọi người. Hồi nãy các bạn thấy rõ ràng là cú bay qua là gió để canh gió ngược rồi, nhưng mà nó lại xuôi trở lại. Nhưng mà không sao. Thì đây là nạn nhân thứ hai đã bị dính bẫy của chúng ta nha các bạn. Đều lần lượt xuống hố hết, khá là vui. Có khi nào một lát nghiệp hoặc chúng ta gặp ngay cảnh cứng không mọi người? Gặp ngay cảnh cứng là coi như toang luôn ấy. Bây giờ tiếp tục là một anh 70 ở gà 14 luôn các bạn. Sao con gà nó xếp cho mình mặn mà nhờ. Đã gặp 70 rồi mà ở gà 14 thì chắc hẳn cũng không phải dạng vừa nha. Tại mới đầu tuần thôi các bạn. Đây, bạn này có vẻ cẩn thận hơn khi mà sử dụng chắc là hai băng và combo ấy mọi người. Chắc là nhận ra nick Thuận XO nha mọi người. Chứ nếu như thường thường không nhận ra mà thấy sử dụng cái con bét như thế là 10 người đều sẽ full dam hoặc là sử dụng bia bơm hết. Thì đây là một pha dam xuyên giáp tấn công luôn. Có ở ác với mình quá không nhờ. Một tia đầu tiên rít 59.000 máu kết thúc luôn các bạn. Có vẻ là con gà nó hơi ác với mình nha. Thất thủ rồi. Ván thứ ba chúng ta bị lật tẩy rồi. Đây, bây giờ chúng ta gặp lại nạn nhân. Khi nãy chắc khi này thì bạn ấy sẽ cẩn thận hơn.
Kỳ này thì bạn ấy đứng vị trí khá là cao, tấn công luôn mọi người, toan phết nhờ. Sao những cái anh này đã vừa mạnh mà còn khá là may mắn nữa, chạy ngọc liên tục luôn các bạn. Cứ sẽ bao cho mọi người xem ha. Ở đây là gió ngược nha các bạn. Tuy là đào siêu chuẩn nhưng mà nó cũng khá là xuống nha mọi người. Nhưng mà rất tiếc là không đủ, phải khi nãy phải lắp ngọc liên kích thì có vẻ, nếu như mà chạy liên kích thì có vẻ khá may mắn hơn ha. Thì để xem là bạn ấy làm gì nha. Ở vị trí này mà không bay lên luôn hay nhờ. Thì đây là một pha ném chay để thăm dò. Chắc là băng. Có lẽ là bị phong ấn hả mọi người. Chứ nếu như không có phong ấn thì bay lên chứ. Thì tiếp tục đây là một pha đào kèm với ngọc hạt nhân nha các bạn. Hạt nhân thì khỏi bàn rồi. Hình như là bạn ấy bị phong ấn nha mọi người, chứ không phải là không bay lên đâu. Nếu như mà không bay thì cũng full dam chứ. Vậy đành ra là cú đổi ngọc phong ấn thì nó có tác dụng phết nhờ. Bây giờ thì chúng ta gặp cả bạn level 70, có tên nhân vật là Hiếp. Hình như bạn này thì lực chiến cũng khoảng 300 mấy nha. Ở vị trí này, wow, rất là khôn. Bạn ấy đã bò ra rồi. Và đây là một pha full đam, rất là chuẩn, 43k máu các bạn. Bây giờ là cú sẽ bay sang để ôm và đào hên xui nha, tại vì bạn này mạnh lắm. Rồi, ok, yêu cầu đừng miễn kháng, chết chùm cũng được nữa các bạn. Wow, một pha đi vào lòng đất nha. Mình không ngờ là mình lại còn vướng được cái miếng ở trên luôn ấy các bạn. Khá là may mắn, đúng là thời tới cản không nổi rồi các bạn ơi. Vui phết đi. Thôi toàn rồi, thôn ma giới. Bây giờ là chúng ta bắt đầu trải nghiệm rồi đây. Ở những cái cảnh cứng như thế này thì 8 cái hạt nhân cũng không có vấn đề gì đâu các bạn. Hy vọng là đừng rít để cho chúng ta có một cơ hội bâu thử coi xem được bao nhiêu máu nha các bạn. Nhưng mà khả năng chúng ta sống sót là khoảng 10%. À ok, không rít. Chắc là bạn này cầm vũ khí lục rồi. Hồi nãy giờ hai lần đam chúng ta nhưng mà đều không thành công. Thì pha lấy tên đầu tiên đã chạy bạo kích rồi các bạn. Khá là đáng tiếc, chứ để pha bao thì có vẻ hợp lý hơn ha mọi người. Hạt nhân luôn. Thì đây là một pha bao hạt nhân. Rất tiếc là không có bạo kích, chứ nếu như có bạo kích thì bạn ấy bốc hơi là một chắc chắn rồi. Không một pha rít luôn các bạn. Vũ khí của chúng ta thì cũng thuộc dạng cùi bắp rồi. Mà công nhận nick của anh Thuận sử dụng 3 viên ngọc cam nhưng mà chạy rất là ok nha các bạn. 2x mà đam 7x sau 2 pha như thế thì cũng rất là thành công rồi. Rất là mạnh rồi. Phải pha lấy tên đó, đừng chạy bạo kích. Và pha sau chúng ta bao chạy hạt nhân bạo kích là đúng bài luôn. Đúng là hổ mọc thêm cánh thì bạn ấy lại một lần nữa bị Sukana đấy. Có duyên phết nha, nhưng mà rất tiếc là bạn rất là mạnh bạn ơi, không thể nào mà mình chống chịu nổi. Chứ nếu như mà mình chống chịu nổi thì mình gặp mình cũng đỡ lo. Còn cái này bạn ấy rất là mạnh, một pha full dam là gần chết mình rồi. Kỳ này thì bạn ấy cẩn thận hơn với một pha cộng 2 và 2 cái 50% sát thương. Thì hình như là không cần rít thì chúng ta cũng chết nữa hay sao ấy, để xem mà thường thường là những cái pha full dam như thế này ấy các bạn thì nó sẽ rít rất là nhiều. Ở đây chúng ta không có bow, hình như bạn ấy bị văng rồi. Nếu như mà chúng ta có bow ấy mà bạn ấy bị văng thì chúng ta thừa nước đục thả câu được. Còn Kara mà không có bow ấy mọi người, nó rất là khó để chúng ta đào nha. Trừ khi là ngọc hạt nhân lại tiếp tục một lần nữa ủng hộ chúng ta thôi. Như thế này là bị văng thật rồi. Bây giờ thì cũng sẽ sử dụng một pha đào để lấy tên. Wow, ngọc hạt nhân tốt phết nha các bạn. Đấy, thời tới, đúng là thời tới thật rồi. Quá dữ các bạn ơi. Sướng phết ấy.
Cảm giác mà 2X mà chúng ta đào được những cái bạn 5, 6, 7X ấy, thật sự rất là sướng. Wow, vẫn gặp nữa. Toàn rồi, ván này thì chắc là chúng ta cũng không có cơ hội để thắng đâu ha mọi người. Nhưng mà chúng ta cũng hạ bạn ấy được 2 ván thì khá là ok. Ở vị trí này bao rất là khó, một pha full đào và bao ấy nó cũng rất là khó để mà đục bạn ấy xuống. Rồi xong luôn. Một cái Kara đầu tiên rít 67.000 máu, kết thúc chúng ta rất là dễ dàng nha các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ đi nốt một ván cuối và sẽ kết thúc video luôn. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ Cú ha. Thì bạn nào cần mua nick để giải trí tầm trung thì hãy đến với Cú, tại vì Cú buôn tầm trung rất là nhiều. Còn những cái nick VIP hay là những cái nick 70 rất là ít nha mọi người. Lâu lâu thì mới có bán một vài nick thôi. Đa số là những cái nick 1 triệu đến 2 triệu đổ lại rất là nhiều. Toàn rồi, ngập hành luôn. Thì nếu như mà bạn nào cần mua hay là cần giao dịch trung gian thì trước mỗi kèo mọi người nên call video hoặc là gọi số điện thoại để xác nhận giùm mình nha. Tại vì hiện tại Facebook và Zalo lừa đảo rất là nhiều, cho nên là Cú mong các bạn hãy cẩn thận hơn. Thì Cú cảm ơn mọi người và hẹn các bạn ở video sau.